Chào các em. Cái video này thì thầy quay để cho một số bạn mà không có thể đến lớp đi học được ấy, thì chúng ta học thông qua cái video này cho đỡ mất bài nhá. Chứ không các em mất bài hơi ngại. Ok. Chúng ta sang cái chương thứ ba, đó là quan hệ vuông góc trong không gian. Chúng ta vừa học vừa dừng video lại mà ghi chép nhá. Đây thầy có thể là đưa tua nhanh nhưng mà các em phải dừng video lại mà ghi chép cho nó cẩn thận. Trong vector quan hệ vuông góc trong không gian thì nó liên quan tới một số cái vuông góc, ví dụ như đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, rồi hai mặt phẳng vuông góc với nhau và những khái niệm liên quan khác. Tuy nhiên trước khi đi vào cái nội dung quan trọng của chương thì chúng ta có một cái nội dung bổ sung, tức là nội dung phụ nhé. Nên là bài hôm nay thực ra nó cũng là nội dung phụ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên học để chúng ta học cái tư duy. Thầy luôn muốn dạy các em cái cách tư duy thôi. Cái này nó liên hệ với kia, chúng ta học được rất nhiều thứ ở cái tư duy nhé. Cái bài thứ nhất đó là vector trong không gian. Thì trong ở chương trình lớp 10 ấy, chúng ta có học vector đúng không? Và vector trong không gian thì nội dung kiến thức của nó cũng chủ yếu là giống cái nội dung kiến thức vector trong mặt phẳng. Và cái phần thầy sẽ chia thành hai phần. Một cái phần là giống và một cái phần là bổ sung, tức là nó có cái bổ sung mới. Thì cái phần giống của nó thì tất cả cái giống thì thầy có lẽ không nhắc lại đây, chỉ có một số cái như này các bạn có thể xem lại. Các em có thể xem lại ở trong vở lớp 10. Đó, các khái niệm về vector này, vector cùng phương, vector đối, vector bằng nhau hay là các vector cùng phương, góc rồi hai vector vân vân. Các em có thể xem lại nhé. Hay là các tính chất như là quy tắc cộng này, quy tắc trừ này, đấy chưa? Rồi quy tắc trọng tâm của tam giác này, đúng không? Đấy, quy tắc cộng là hai vectơ, ví dụ như là gì, chung đầu cuối đúng không? Ví dụ vectơ AB cộng vectơ BC thì là vectơ gì? AC đúng không? Rồi quy tắc trừ là trừ hai vectơ chung đầu, ví dụ vectơ OA trừ đi vectơ OB thì là vectơ BA. Đúng không? Hay quy tắc trọng tâm là gì? Nếu G là trọng tâm của tam giác thì vector GA cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. Hoặc là với mọi điểm M chúng ta có là vector MA cộng vector MB cộng vector MC cộng bằng 3 lần vector MG. Đó. Hay là quy tắc hình bình hành. Nếu AB, CD là hình bình hành thì đường chéo, vector đường chéo bằng tổng hai vector theo cạnh, đúng không? Hay là tổng hai vector theo cạnh bằng vector đường chéo, đó là cái quy tắc ở lớp trước, đúng không? Hay là tích vô hướng của hai vector, tích vô hướng thì bằng gì? Bằng tích độ dài nhân với cốt góc xen giữa. Cái này thì chắc là chúng ta không quên, đúng không? Trong cái phần kiến thức ở lớp 10 ấy thì thầy của nó cũng có nói là cái phần này là phần đệm. Tức là những kiến thức này là đệm để chúng ta học kiến thức khác. Cho nên về kiến thức cơ bản lúc kiểm tra gần như thầy không kiểm tra cái phần này đúng không? Có mỗi cái tích vô hướng ấy. Đó, nó là phần đệm để sâu vào tích vô hướng thì chúng ta tức là tích vô hướng thì các bạn lại nhớ đúng không? Tích vô hướng bằng tích độ dài nhân cốt. Đấy, và từ tích vô hướng thì công thức về tọa độ thì thầy kiểm tra luôn đi kiểm tra lại chắc chắn chúng ta thấy tầm quan trọng của nó nhá. Đó, còn cũng từ đó chúng ta thấy là cái phần này thực ra nó không quá quan trọng nhưng các bạn nắm được để chúng ta học tiếp, học cái tư duy của cái phần này một chút nhé. Ok, cái phần mới bây giờ thầy chỉ nói cái phần mới thôi. Đây này, đây là phần có tính tư duy nhé, nó có tính mới nhưng có tính kế thừa của cái cũ. Thì cái đầu tiên là cái quy tắc trọng tâm của tứ diện, kế thừa từ trọng tâm của tam giác. Đó. Kế thừa từ trọng tâm tam giác chắc là nói như vậy thì chúng ta cũng đoán được là cái sự kế thừa của nó là cái gì. Đấy, nhá. Đây trước hết thì thầy nói lại cái định nghĩa về trọng tâm của tam giác cũng đã nói trên với lớp rồi. Đó. Trọng tâm của tứ diện, trọng tâm tứ diện là cái điểm này này. Nó nằm trên đường nối đỉnh và trọng tâm của cái mặt đối diện. A1 là trọng tâm của cái mặt này này, BCD. Được chưa? G nằm trên đó với tỷ lệ của nó là 3 phần 4. Nó phát triển từ trọng tâm của tam giác là 2 phần 3.
Trọng tâm của tam giác lại phát triển từ trung điểm là 1 phần 2. Trọng tâm tam giác là 2 phần 3. Và trọng tâm tứ diện là 3 phần 4. Bạn nhớ chưa? Đó, cái tỷ lệ là AG trên A1 3 phần 4. Ngoài ra thì G nó sẽ là trung điểm của các đoạn nối hai trung điểm của cạnh đối diện, trung điểm của MN, G là trung điểm của MN. Cái này các bạn được sử dụng nhé. Cho nên là bạn nào nhớ được mà nó đụng đến chúng ta sử dụng. Không nhớ được thôi. Chứ? Không nhớ được thì chúng ta xác định là sau này chúng ta thi thì điểm cao thì chúng ta bỏ qua. Đó, vì nó có không coi là kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản nó nhằm chúng ta lấy được 8 điểm trở lên, dưới 8 điểm, dưới 9 điểm. Đúng không? Còn nếu như các bạn này nhớ được nhiều hơn thì các bạn có thể hy vọng điểm nó cao hơn. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta xem cái tính kế thừa nó là cái gì. Thì quy tắc trọng tâm chúng ta có này. Trọng tâm của tam giác là GA cộng vectơ GB cộng vectơ GC bằng 0. Thế thì trọng tâm tứ diện nó có tính kế thừa như vậy. Các em thử dừng lại tự ghi nhé. Mà các em tự ghi được là chúng ta ok đấy. Đó là vectơ GA cộng vectơ GB cộng vectơ GC cộng thêm vectơ GD đúng không? Là vectơ được không? Và với mọi điểm M chúng ta có vectơ MA cộng vectơ MB cộng vectơ MC cộng thêm với vectơ MD trọng tâm của tứ diện đúng không? Bằng gì? Nhá, tự ghi rồi so sánh nhá. 4MG với mọi điểm M. M ở đâu cũng được. Đó là quy tắc trọng tâm. Vậy thôi, như vậy cái phần trọng tâm chúng ta nhớ được khái niệm, nhớ được cái tính chất và cái quy tắc của nó là ok. Rồi, tiếp theo một cái phần cũng có tính kế thừa khác, đó là quy tắc hình hộp. Ở trên chúng ta có quy tắc hình bình hành thì rõ ràng cái quy tắc hình hộp nó kế thừa của quy tắc hình bình hành. Quy tắc bình hành là vectơ đường chéo bằng tổng vectơ theo cạnh. Thì cái này cũng thế thôi. Đó là vectơ đường chéo. Chúng ta ghi cái lời cho dễ nhớ được. Nó sẽ bằng tổng các vectơ theo cạnh. Tổng vectơ theo cạnh tức là gì? Cái đường chéo là đây này, ví dụ AC phẩy này. Vectơ AC phẩy bằng tổng vectơ theo cạnh, cạnh của nó xuất phát từ A nhé, đó là cạnh AB này. Cạnh AD với cạnh A phẩy là vectơ AB cộng vectơ AD cộng vectơ A phẩy. Đó. Đó là quy tắc hình hộp. Đó là hai cái phần mới. Đó, cũng có tính kế thừa của cái phần vectơ không gian. Ok. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phần khái niệm, một cái khái niệm mới. Đó là khái niệm ba vectơ đồng phẳng. Nếu các bạn phát hiện được là cái này nó phát triển hay nó kế thừa từ khái niệm nào trong vector trong mặt phẳng. Đấy. Thì cái bài này là cái này nó kế thừa từ khái niệm mà hai vector cùng phương. Bạn nào còn nhớ khái niệm hai vector cùng phương không? Đã, cùng phương là có giá song song hoặc trùng nhau đúng không? Giá song song trùng nhau hay nói khác là nó nằm trên các mặt phẳng, hay nói khác là nó cùng song song với một đường thẳng. Thì nó là vectơ cùng phương. Thì ba vectơ đồng phẳng nó cũng tương tự như vậy, nó đi được định nghĩa đó là nó cùng song song với lại một mặt phẳng. Cùng song song với một mặt phẳng. Như thế là được. Tại sao cái khái niệm này nó lại như thế là được? Các bạn phải đặt ra câu hỏi nhá. Vì các bạn thấy cái từ đồng phẳng, đồng phẳng là nó phải gì? Phải cùng phẳng, đồng là cùng. Giống như bốn điểm đồng phẳng. Bốn điểm đồng phẳng là bốn điểm cùng thuộc mặt phẳng. Thế tại sao ba vectơ đồng phẳng thì lại không cần nó thuộc mặt phẳng mà chỉ cần song song với một mặt phẳng mà thôi? Đã, các bạn phải đưa ra cái tư duy. Các bạn giải thích được cái điều này thì tư duy các bạn cực ngon nhá. Dừng lại thử giải thích xem. Còn đây các bạn, thầy giải thích cho các em này. Cái vector ấy thì nó có khái niệm vector bằng nhau. Thế thì nếu vector A nằm ở đây này thì thầy có thể lấy một cái vector bằng vector A thay cho vector A nằm trên mặt phẳng alpha ở dưới này.
riêng mặt phẳng alpha, được không? À, thầy lấy được đúng không? Vì nó bằng mà, nó bằng nên cái vectơ này có thể coi là vectơ này, hai cái này lại bằng nhau. Vectơ A này có thể coi là vectơ dưới mặt phẳng alpha ở đây. Tương tự vectơ B cũng coi chúng ta thay bằng vectơ nằm trên phẳng alpha được. Vectơ C chúng ta cũng thay bằng vectơ nằm trên phẳng alpha được. Tất nhiên với điều kiện là ABC này cùng song song alpha nhé. Thì ta thay được như thế. Và thay như thế thì ba vectơ này nó tương ứng thay bằng ba vectơ nằm trên mặt phẳng alpha. Và như vậy thì khái niệm ba vectơ nằm trên phẳng alpha đồng phẳng rồi. Sau đó thì ba vectơ ABC cũng coi như đồng phẳng. Như vậy thì khái niệm vectơ A, vectơ B, vectơ C đồng phẳng thì chỉ cần nó song song với một mặt phẳng là đủ. Là đúng, là phù hợp. Đúng chưa? Nên nó không có mâu thuẫn gì cả. Lúc đầu thì chúng ta thấy định nghĩa nó khá mâu thuẫn. Nhưng mà sau khi phân tích chúng ta sẽ thấy nó không mâu thuẫn nhá. Đó, logic cho đó. Còn điểm thì sao? Bốn điểm A, B, C, D thì như này là không đồng phẳng nữa. Đấy. Chúng ta điểm thì không không có khái niệm bằng nhau. Cái điểm mà có khái niệm bằng nhau đấy thì bao nhiêu điểm nó đồng phẳng hết này. Đúng không? Rồi, ok. Ta lấy một cái ví dụ. Ví dụ như hình cho A, B, C, D là tứ diện. M là trung điểm và N cũng là trung điểm. Khi đó thì các vectơ này, đây, cái vectơ này sẽ đồng phẳng này, vectơ AB, vectơ MN và vectơ CD là ba vectơ đồng phẳng. Đấy, ba vectơ đó đồng phẳng. Bây giờ để chứng minh đồng phẳng như nào? Thì theo lý thuyết ấy, chúng ta sẽ dựng ra một cái mặt phẳng mà song song với ba vectơ này. Hoặc là chứa một vectơ song song với hai vectơ còn lại là được. Thì trong cái bài này các bạn có thể dựng này. Tức là thực ra thì các bạn dựng một mặt phẳng chứa vectơ này song song với các vectơ mà còn lại là ok. Ví dụ này mặt phẳng này thì lấy mặt phẳng đi qua M, chứa MN đi, song song AB. Đây, chứa MN song AB thì các em dựng được cái này. Đúng không? Đây, chứa MN song AB, ví dụ đây là E đi. Đấy, đây, mặt phẳng này luôn. M, E, N là song song AB mà cũng song song với cả CD rồi chứa cả MN. Như vậy thì mặt phẳng này rõ ràng ba vectơ này thỏa mãn điều kiện cùng song song với một mặt phẳng. Đúng chưa? Dĩ nhiên là nói MN nó song song với mặt phẳng MEN thì nó không đúng. Bởi vì nó nằm trên đúng không? Tuy nhiên thế là được, tức là hai vectơ này AB và CD cùng song song mặt phẳng MEN, trong đó mặt phẳng MEN thì chứa MN. Các bạn dựng được cái mặt phẳng như thế thì ba cái vectơ đều đồng phẳng. Được chưa? Rồi trên là cái một số cái thực ra nó khá nhiều tính chất nhá của kiến thức giống với trong mặt phẳng là chúng ta thấy khá nhiều, chúng ta học mất hai chương liên quan đến vectơ đúng không? Ở lớp 10, tức là chiếm 2 phần 3 thời lượng ở lớp 10 đấy. Để sau đó kiến thức mới chúng ta thêm một số cái này. Mong muốn là các bạn nhớ xem video học được cái tư duy, còn phần này không nhớ thì cũng nói chung là cũng chả chết ai đúng không, thầy về sẽ không kiểm tra kiến thức cơ bản vào phần này nhé. Ok rồi, đó là cái khái niệm vectơ đồng phẳng. Bây giờ chúng ta đi đến một cái tính chất quan trọng cho cái gọi là kiến thức cơ bản nhưng là cơ bản nâng cao đúng không, sẽ không kiểm tra kiến thức cơ bản nhưng mà nó coi như là cơ bản của phần nâng cao, là nếu các bạn nào học nâng cao một chút chúng ta sẽ có đây cái phần này, đó là tính chất. Thì nó cũng có những cái tính chất giống như hai vectơ cùng phương. Chúng ta thấy là hai vectơ cùng phương ấy thì vectơ này biểu diễn bằng k lần vectơ kia, đó là điều kiện đúng không, và chúng ta rất hay sử dụng. Thì ba vectơ đồng phẳng nó tương tự, tức là vectơ này biểu diễn thông qua được hai vectơ còn lại thì nó đồng phẳng. Đó là tính chất thứ nhất. Và tính chất thứ hai cũng tương tự, liên quan tới các điểm đồng phẳng. Đây, và nó là cái này. Cái này thì đây là một tính chất mà trong cái gọi là tính chất cơ bản của nâng cao ở lớp 10 thì cũng có nói, đúng không? ABCD đồng phẳng này. Khi là vectơ AB bằng x lần vectơ AC cộng y lần vectơ AD.
Hoặc cái mà chúng ta hay yêu cầu các em sử dụng nhất là cái này. Tức là nếu với mọi điểm O chúng ta có vector OA mà phân tích được x lần vector OB, y lần vector OC, xin lỗi đây ghi lỗi, cộng z lần vector OD. Đấy thì x cộng y cộng z bằng 1. Nói chung là tổng hệ số bên này bằng tổng hệ số bên kia. Đây là số 1 thì x cộng y cộng z bằng 1. Đây là số 2 thì là sẽ là 2 bằng x cộng y cộng z. Ở đây tổng quát đây đây này. Với mọi điểm O mà x lần vector OA, y lần vector OB bằng z lần vector OC cộng t lần vector OD thì tổng hệ số bên này bằng tổng hệ số bên kia. Thì 4 điểm A, B, C, D sẽ đồng phẳng. Nha. Đó. Rồi, bây giờ thì các ví dụ tiếp theo thầy sẽ lấy để chúng ta thử áp dụng cái tính chất này nhá. Đây, cái ví dụ đầu tiên. Cho tứ diện ABCD có trọng tâm là G, mặt phẳng alpha đi qua G và cắt các đường thẳng AB, AC, AD lần lượt tại B1, C1, D1. Hãy tính giá trị của thức AB nhân AB1 này, biểu thức này. Các em dừng cái video lại, vẽ cho mình cái hình nhá. Bạn nào mà vẽ được hết hình thì là đã giỏi rồi nhá. Vì là bài này vẽ hình cả cái chương trước chủ yếu chúng ta chỉ vẽ hình, và có những bài mà chúng ta vẽ được hình là chúng ta thành công. Và hầu hết các bài toán ở phần hình không gian thì chúng ta vẽ hình xong là chúng ta thành công 2 phần 3 này. Không phải một nửa đâu mà là 2 phần 3 đấy. Rồi, sau khi các em đã tự vẽ hình được hay không được thì chúng ta có thể xem video tiếp. Đây, hình cơ bản ban đầu như thế này. Đúng không? Đó. G là trọng tâm của tứ diện. Đây, thì chúng ta lấy cái trọng tâm ở dưới. Thì đây ta có thể gọi thêm A1 là trọng tâm ở dưới. Chúng ta có thể gọi trung điểm M vì chúng ta vẽ dựa vào cái này thì các bạn gọi thêm nhé. Cái này các bạn phải gọi thêm thôi. Ra còn dùng với hình vẽ này thì dùng hay không thì không biết đúng không? Ừ. Thực ra thì nếu bài này dùng vector ấy thì chúng ta không cần vẽ thêm gì. Không cần vẽ thêm gì, chúng ta vẫn làm được công việc này. Vì cái phần vector ấy như lớp 10 chúng ta thầy có nói đây là nó là phần chuyển giao giữa hình học sang đại số. Chúng ta là giải vector, tức là chúng ta đang làm công việc đại số. Đấy. Cho nên là khi làm công việc các đại số chúng ta không phải vẽ hình. Nên bài này nếu như chúng ta dùng kiến thức này ấy, thì chúng ta không cần vẽ hình. Nha. Ví dụ thầy không cần vẽ hình cho các bạn xem. Nha. Trong được vẽ hình sau. Bây giờ không vẽ hình này. Không vẽ hình là tức là dự án chừng trên đây bên này trên này có cái gì, có điểm A phẩy này. À xin lỗi, đây là B phẩy chứ, à B1 nhỉ, B1. B1 này. Đây có điểm C1 này, đây có điểm D1 này. Đấy, mặt phẳng này là đi qua G, giả sử như thế. À thế bây giờ chúng ta xem sử dụng cái này như nào. Nào, các bạn bây giờ mới cần tư duy này. Chúng ta sẽ sử dụng kiến thức ở trên là sử dụng 4 điểm đồng phẳng. Thì cái 4 điểm đồng phẳng đó thì chắc là sẽ là B1, C1, D1, G. Đúng không? Thế là chúng ta sẽ sử dụng cái B1 này, C1 này, G này, D1 đồng phẳng. Được chưa? Chúng ta sử dụng cái đó. Đây, sử dụng cái điều kiện này hoặc điều kiện này. Đấy. Tức là với mọi điểm O chúng ta có là gì? Ví dụ vector OB1 là bằng x lần vector OC1 cộng với y lần vector OG cộng với z lần vector OD1 thì x cộng y cộng z sẽ bằng 1. Ý là chúng ta sử dụng như thế nhé. Đó, đó là cái chúng ta cần. Được chưa? Cái này là cần. Bây giờ cái đề người ta lại có cái gì? Để sử dụng được cái này ấy, thì các bạn bám vào những cái có trước về sự đồng phẳng. Thì chúng ta thấy là với cái đề này có sức về sự đồng phẳng, đó là cái điểm gì? B, C, D, A1. À, cái chúng ta có hay cái chúng ta cần bám vào. Đấy, chúng ta phải có những cái tư duy này nhé. Cần bám vào là gì? B, C, D, A1. Cái này nó đồng phẳng. Đó, chúng ta cần bám vào những cái đó thì chúng ta mới làm thành công. Thì nó mới dễ làm. Tức là những cái chưa có
À, thì chúng ta dựa vào những cái đã có để chúng ta suy luận. Nó phải có sự tương đồng. Tức là gì? À, đang cần bốn điểm trên đồng phẳng, sử dụng bốn điểm trên đồng phẳng thì ta có cái đồng phẳng sẵn thì chúng ta sử dụng. Đấy, đấy là cái mấu chốt nhé để chúng ta tư duy. À, bây giờ cái sẵn này thì chúng ta cũng phải biểu diễn thông qua vector. Đúng không? Chúng ta phải biểu diễn thông qua vector. Vì cái sự sử dụng cái sự đồng phẳng này chúng ta đang muốn có cái vector thì cái đồng phẳng ở dưới này các bạn phải biểu diễn thông qua vector. Đó là mấu chốt. Rồi, từ đó thì chúng ta có cái lời giải này. Được chưa? Các em gọi A1 nhé. Là cái gì chắc biết rồi đúng không? Là trọng tâm của tam giác đáy đúng không? À thì chúng ta có thôi theo tính chất trọng tâm luôn. Nếu muốn sử dụng tính chất trọng tâm luôn thì đẹp luôn đúng không? À, với mọi điểm O ta có nhưng điểm O tốt nhất là chúng ta lấy là điểm A thôi còn gì nữa. B, C, D ở đây rồi đúng không? A1 đây rồi thì lấy luôn điểm A. Được chưa? Chúng ta sẽ có là gì? Vector gì nhỉ? À, vector AB này cộng vector AC này cộng vector AD này theo quy tắc trọng tâm nó bằng 3 lần vector AA1. Đó, đó là chúng ta đã sử dụng được cái dưới này. Đúng không? Cái điều kiện dưới. Đó, bây giờ chúng ta sử dụng được cái này thông qua vector. Ok. Bây giờ từ cái này chúng ta sẽ chuyển về cái này. Đúng không? Chúng ta chuyển về cái này. Chuyển về cái này đây thì dễ thôi. Này tương đương này. Vector AB đúng không? Trong đó thì B1 nằm trên vector AB cho nên chúng ta biểu diễn được vector AB thông qua vector A B1. Chắc chắn là AB thông qua AB1 bằng cách chúng ta thêm cái gì đây? Mẫu số có gì? Có AB1. Tự số là gì? Là AB. Tức là cái vector AB này nó là cái này. Giống như hai cái này rút gọn nhau mà, đúng không? Tương tự vector AC chúng ta làm gì? Chuyển về vector gì? AC à? Có C1 nằm trên đó đúng không? Như vậy chuyển về vector AC1. Mẫu số sẽ là độ dài AC1, tự số sẽ là AC. Tương tự như vậy, AD. Đúng không? Vector chuyển về gì? Vector AD1. Và mẫu số là AD1, độ dài AD1, tự số là độ dài AD. Yeah. Tương tự A1 sẽ là gì? A1 chúng ta sẽ chuyển về vector A1 có điểm G nằm trên đó đúng không? Vector AG. Mẫu số là gì? Là AG. Tự số là gì? Là A1. Đó, dễ chưa? Nó rất là dễ, gọn nhẹ rồi nhá. Và đến đây chúng ta lý luận là B1, C1, D1, G đồng phẳng, phải không? Do B1, C1, D1, G đồng phẳng. Nên từ đẳng thức này, ta gọi là sao đi? Suy ra chúng ta có cái gì? Tổng hệ số bên này bằng tổng hệ số bên kia đúng không? Chúng ta có là AB này trên AB1 cộng với gì? AC trên AC1 cộng với AD trên AD1 bằng AA1 trên AG. Đúng không? Cái biểu thức chúng ta đang cần tính chính là cái T này này. Để cho đấy, chính là T đấy. Còn cái AA1 trên AG là gì? AA1 là 4 phần, còn AG là 3. À xin lỗi, đây đây, đây các bạn trên này về thầy bị lỗi tí nhá. Đây còn còn 3 này này, đây còn còn 3 này. Đó, đây còn còn 3 nhá, 3 bỏ vào. Như vậy đây là con 3 này này, bỏ vào. Như vậy đây là 3 nhân với A1 là 4 phần này, A1 là 4 phần, AG là 3 phần. Như vậy đây là 4 phần 3, tức là đây là gì? Là số 4. Ra xong, 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 ra tính xong. Đó, nha. Chà, và bây giờ quay lại cái lúc nãy bảo các em là thử thử vẽ thầy cái hình đúng không? Thử vẽ cho thầy cái hình. Đấy, ví dụ bài này mà vẽ hình như nào? Đúng không? Vẽ hình. Thì bây giờ ta tư tư duy vẽ hình cho các bạn một tí, các bạn học tư duy nhé. Là cái mặt phẳng đi qua G và cắt ba cạnh vẽ như nào? Thì bây giờ các bạn tưởng tượng này, mặt phẳng nó đi qua điểm G, điểm G cố định rồi, thì bắt buộc phải đi qua G. Nếu mà nó cắt cạnh AB đến cắt chỗ nào chả được.
đúng không? Cắt chỗ nào cho được? À, nó cắt chỗ nào cho được thì bây giờ các bạn lấy chừng, ví dụ như ta lấy B1 ở đây. Chỗ nào cho được thì các bạn lấy thoải mái đúng không? B1 ở đây. Thì cái mặt phẳng này nó chứa B1 và G. Thì chứa B1 và G thì nó vẫn xoay thoải mái đúng không? Vẫn xoay thoải mái nghĩa là nó cắt AC chỗ nào cũng được. Đúng chưa? Cắt AC chỗ nào là được. À thì giả sử lấy C1 xuống đây. Thầy lấy chừng đấy nha, C1 xuống đây đi. Cắt chỗ nào cho được thì các bạn lấy chỗ nào cho được. Đó khi vẽ hình chúng ta là thế. Nhưng khi nó đã có điểm C1 ở đây, điểm B1 ở đây, điểm G ở đây thì mặt phẳng này cố định rồi. Thì cái D1 này chúng ta phải tìm. Chứ không thể lấy ở đâu cũng được. Đó. Như vậy tìm thì nó trở thành là chúng ta tìm giao tuyến của gì? À, giao điểm của mặt phẳng GB1 C1 và AD. Tức là nhiệm vụ chúng ta phải mở rộng cái mặt phẳng GB1 C1 ra. Đúng không? À, mở rộng ra này, mở rộng ra thì các bạn thấy là B1 G nó nằm trong mặt phẳng AB A1 thì mặt phẳng này chúng ta có thể mở rộng ra đến đây. Đúng không? Mở rộng ra, nó ra đây. Đó, nó ra đây. Đó, và điểm này nối với đây thì nó mới ra điểm D1 ở đây. Được chưa? Chúng ta mới có được cái hình chính xác. Đó, tư duy vẽ hình nhá. Cho nên lúc đầu thầy bảo là bạn nào vẽ được hình là cũng là giỏi rồi, đúng không? Ok. Tiếp theo chúng ta lấy một cái ví dụ nữa nhé. Ví dụ chúng ta sử dụng như lúc nãy nữa để chúng ta quen ví dụ này. Các em ghi tên cái ví dụ vào, ghi đề dừng lại ghi ví dụ nhé. À, dừng đủ rồi thì chúng ta quan sát, chúng ta tư duy này. Dạ, bây giờ thầy tư duy này. Tư duy như lúc nãy nha, bài này thì có hai cách tư duy đấy. Cách đầu tiên là tư duy như như bài lúc trước thì chúng ta không phải vẽ hình thêm gì cả. À, chúng ta cũng sử dụng cái điều kiện là đây, nó cũng là trên này là có A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy nằm trên đây đúng không? Trên đây có A phẩy này, có B phẩy này, có C phẩy, D phẩy này, một cái mặt phẳng gì đó mà tôi chưa biết vẽ. Ta không vẽ hình mà đúng không? Ừ, một đoạn nào vẽ được là giỏi, lại cứ phải khen các bạn trước cái đã. Bạn thử tập vẽ A, B, C, D xem nha. À, mặt phẳng đây xem nha. Tí nữa thầy quay lại thầy vẽ sau. Bây giờ thầy sẽ nói theo cách chúng ta không vẽ và tư duy như lúc nãy. Tức là chúng ta sử dụng A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy đồng phẳng. Tức là ví dụ chúng ta viết là SA phẩy bằng X lần SB phẩy, Y lần SC phẩy, Z lần SD phẩy. Đó, kiểu thế. Thì bây giờ muốn làm điều đó chúng ta sử dụng ABCD đồng phẳng. À, thì cái ABCD đồng phẳng này các bạn phải nêu được lý do nó đồng phẳng, đúng không? À, và chuyển được về cái đẳng thức vector như lúc nãy. Thì vậy thì đồng phẳng là gì? Ở đây chúng ta có là vector AB này. Điều kiện này là đồng phẳng luôn này, bằng hai lần vector DC này là đồng phẳng này. Đó là điều kiện để hai cái đằng này song song thì nó đồng phẳng thì thôi. Nhưng vấn đề của chúng ta ấy, là chúng ta phải sử dụng được với điểm O bất kỳ đúng không? Thay vào đó đúng không? Điểm O ở đây thì chúng ta hình dung là gì của con một điểm S này. Tức là bây giờ chúng ta thêm thêm cái điểm S vào. Điểm S vào là cái tắc trừ ấy. Thì vector AB này. Đây, thầy giải này, vector AB thì viết luôn ở đây này. Ta có là vector AB bằng hai lần vector DC. Này. Thì khi đó điểm S bỏ vào là SB theo quy tắc trừ trừ SA bằng hai lần SC trừ SD đây. Ok, như vậy đây chính là điều kiện đồng phẳng của nó này. Tổng hệ số bên này là 1 trừ 1 bằng 0, tổng hệ số bên này là 2 trừ 2 bằng 0. Đúng. B A C D đồng phẳng, đúng là điều kiện này. Ok, để thế là được rồi. À, còn các bạn thích cái gì? Thích chuyển cho nó giống cái này này. Tức là A với C thì một vế, B với D một vế thì các bạn chuyển lại thôi. Để A với C một vế nhé. Thì chúng ta sẽ có SA cộng với hai lần SC bằng SB cộng với hai lần SD đúng không? Chuyển vế nó ra này đúng không? Đó thì 1 cộng 2 này cũng bằng 1 cộng 2 này. Tổng hệ số đủ đủ để cho A, C, B, D đồng phẳng. À, tức là những cái sự kiện đã có trước là như thế. Bây giờ hoàn toàn tương tự thôi. Chúng ta thay giống như ở trên. Ta quy SA về điểm A phẩy. Đúng không? Chúng ta sẽ được là gì? SA phẩy chứ, đúng không? Thay về về SA phẩy thì mẫu số nó sẽ là SA phẩy, độ dài SA phẩy. Tử số là độ dài SA. Tương tự ở đây, chúng ta có hai lần
chuyển SC, SC về SC phẩy. Cái này chúng ta chuyển được vì nó nằm trong một đường thẳng nhé. Đấy, đúng không? Đây là SC phẩy, đây là SC. Tương tự bên này, đúng không? SB phẩy. Mẫu số sẽ là SB phẩy. Tự số sẽ là SB. Hai lần chuyển SD về SD phẩy. SD phẩy. Vector mẫu số là độ dài SD phẩy, tự số là độ dài SD. Đấy. Và chúng ta lý luận đây A phẩy này, C phẩy, B phẩy, D phẩy đồng phẳng. Đấy, vì A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy đồng phẳng. Nên chúng ta có tổng hệ số bên này bằng tổng hệ số bên này. Tức là SA trên SA phẩy cộng với hai lần SC trên SC phẩy sẽ bằng SB trên SB phẩy cộng với hai lần SD trên SD phẩy. Đó, xong. Đúng không? Xong phim. Ok chưa nhỉ? Bài này bây giờ nếu mà vẽ hình sao? À, hoàn toàn tương tự đúng không? A phẩy chưa biết, các bạn lấy A phẩy ở đâu cũng được này. Được chưa? À, mặt phẳng này chưa biết, cho nên mặt phẳng này cắt SA tại A phẩy thì lấy A phẩy chỗ nào để được. Sau đó thì mặt phẳng này đi qua A phẩy, cắt cạnh. À, đây thầy lấy D điếc nhầm. Đây là B phẩy. Đây là D phẩy. Cắt cạnh SB tại B phẩy. À, mặt phẳng đi qua S mà đi qua A phẩy mà cắt cạnh SB thì B phẩy thì chỗ nào chả được. Thầy lấy dịch lên đây đi. Thầy lấy cho nó dễ nhìn hình thôi, chả có gì cả nhé. Lấy chỗ nào cũng được. Rồi sau khi mặt phẳng này chứa A phẩy B phẩy rồi thì nó cắt cạnh SC phẩy, nó có thể vẫn đang bất kỳ chỗ nào chả được. Đúng không? Ta lấy C phẩy đây. À, sau khi có C phẩy rồi thì mặt phẳng này nó cố định rồi. Bây giờ D phẩy phải tìm thông qua mặt phẳng kia. À, như vậy nhiệm vụ là chúng ta sẽ mở rộng cái mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy ra. Ở đây nó bất kỳ thì không theo quan hệ song song này nhé. Thầy vẽ có hình như nó hơi song song nhưng thực ra nó đang bất kỳ. Bất kỳ thì bây giờ chúng ta mở rộng cái mặt phẳng này ra. Đấy, mở rộng mặt phẳng này ra thì chúng ta phải dựa theo cái đường SO dưới đáy. Đang lúc đầu thầy định cho kiểu đó đấy nhá, SI gì đấy. Đấy, sau đó thầy xóa, các bạn có thấy thầy gạch đây. Đấy, giả sử giao điểm đây là O. Đó, thì chúng ta có thể mở rộng điểm này. Đấy, vẽ được cái hình đúng của bài này là cũng là vấn đề. Nên bảo rồi lúc nãy các bạn vẽ được hình là giỏi rồi. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ thầy thêm cái đề này để chúng ta làm tí xem nó như thế nào. Giả sử như cái mặt phẳng này nó đi có O, được chưa? Với O là trung điểm, à thôi O này không thể trung điểm đúng không? Tỷ lệ là bao nhiêu đây? Thầy chia luôn đi. O có vẻ là tỷ lệ này đi. Đây giả sử như này, thêm này. Thêm đề cho các em làm xem nhé. Thêm này, thêm, hỏi thêm này. Bây giờ giả sử này, nó cái mặt phẳng alpha nó cắt SI tại điểm O. Sao cho là bao nhiêu đây? Thầy nhìn cái tỷ lệ này, nhìn nó đúng luôn. À, 3 lần vector. À, thôi lấy luôn thế này đi. SO trên SI đi. Nó bằng 2 phần 5 đi, đúng không? Rồi, ok. Đó. Thì biểu thức T là gì? T bằng nhiêu? T là cái này. À, T là cái này nha. T là cái này nha. T là cái này nha. Đây, gọi cái này là T đi. T là cái gì? T bằng bao nhiêu? À, biết là hai cái này bằng nhau rồi nhưng nó bằng mấy nhá. Đó thì thực tế ra cái bài này nó lại quay về cái vector trong mặt phẳng nhá, nếu sử dụng vector đây. Ví dụ nếu sử dụng vector thì các bạn chỉ cần để ý ba điểm là A phẩy, O, C phẩy thẳng hàng. A phẩy, O, C phẩy thẳng hàng. Muốn sử dụng được cái đó thì các bạn sử dụng A, I, C thẳng hàng. Đúng không? Đây, bây giờ thì thầy giải cho đoạn đó cho các bạn xem. A, I, C thẳng hàng. Và I nó nằm như này, tỷ lệ này là 1, 2 đúng không? Chúng ta có vector I, A này. Đúng không? Bằng trừ 2 lần vector I, C này, đúng không? Đó. Và chúng ta quy về gì? Thêm điểm bất kỳ là điểm S, đúng không? Chúng ta sẽ thêm vào là SA này. Trừ đi SI này.
sẽ bằng là gì? Trừ 2 lần là SC này trừ đi SI này. Giống hệt lúc nãy nhá, chứng minh không có vấn đề gì, sử dụng giống hệt nhau mà. Đúng không? Như vậy đây chúng ta chuyển vế ra, chúng ta sẽ có là SA này cộng với 2 lần SC này sẽ bằng 3 lần SI này. Đó. Được chưa? Rồi sau khi có cái này thì gì? SA chúng ta lại thay giống hệt như lúc nãy. Đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra được cái tỷ lệ là SA này trên SA phẩy cộng với 2 lần SC này trên SC phẩy. Lúc này sẽ bằng 3 lần gì? SI à trên SU đúng không? Đó. Và SI trên SU thì 5 phần 2, như vậy là 3 nhân với 5 phần 2 nó sẽ là 15 phần 2. Ok, cái này từ đây xuống đến đây thì tương tự giống hệt lúc nãy nhá. Tương tự giống giống cái bước chuyển này này, giống bước chuyển từ đây đến đây. Ok, phương án này là dễ nhá, còn một cái phương án nữa là nói về tư duy thôi, để các bạn học tư duy thôi. Đây tư duy này. SA trên SA phẩy, SC trên SC phẩy, tức là gì? Hai cái này là hai cái nằm ở các mặt phẳng khác nhau, tức là cái vế bên trái này nằm trong mặt phẳng SAC. Còn vế bên phải này nằm trong mặt phẳng SBD. Đây là cái tư duy khác nhé, giống một cái bài thầy làm rồi nhé. Được chưa? Một cái nằm phẳng mặt phẳng SAC, một cái nằm phẳng SBD. Để chứng minh được đẳng thức này theo tư duy đó thì các bạn quy về một cái chung. Cái chung giữa hai mặt phẳng SAC và SBD chính là SD. Đúng chưa? Và quy về cái chung đó là nó chính là cái bài toán dưới này, nó chính là bài toán dưới này. À, chúng ta quy về cái chung, tức là chúng ta tính cái này trước theo SI trên SU. Các bạn có thể tính theo vector, các bạn có thể làm theo cách khác nhé. Ok. Thêm cho chúng ta một cái ví dụ nữa cho cái video đủ 45 phút. Không biết là 45 phút thì có tải có lên nổi hay không. Hôm trước mới có ba mấy phút mà tải mất hơn ngày, à quên hơn đêm. Ok. Ví dụ này đi, cho ABCD như thế này. M trên tỷ lệ này nhá. Được chưa? 2 này, 3 này, N đây này, 2 này, 1 này, P là trung điểm này. Giả sử mặt phẳng này cắt AD tại điểm P, điểm Q. Nhá, mặt phẳng MNP. À, cắt AD tại Q. À, tính tỷ lệ điểm Q. Đó nha, chúng ta tính cái tỷ lệ của Q trên AD. Nhá, tính tỷ lệ Q trên AD. À, ví dụ như là AQ trên AD đi. Nói chung là như vậy. Được chưa? Trong đó thì MNPQ đồng phẳng. Đây, MNPQ. Đồng phẳng. Nha. Ok, bài này thì thực ra là bài quen của cái phần chương trước đúng không? À, chương trước làm như thế nào nhỉ? Thì chúng ta làm theo chúng ta cứ kéo dài đúng không, mở rộng kéo dài, kéo song song thì ưu tiên song song để chúng ta tính tỷ lệ xong. Tỷ lệ có thể dùng Mary-Lewis thì cách cách đó hay hơn nha. Cách một này các bạn theo cái kiến thức cũ là không dùng vector, cách này hay hơn này. Được chưa? Nhưng tí nữa thầy mới nói, tí nữa nói nhé. Bây giờ thử cách 2 trước. Cách 2 là dùng vector đúng không? Bây giờ thì thử cách 2 trước, là tí nữa thầy quay lại thầy nói cách không dùng vector hay hơn nhé. Các bạn phải để ý cái phần hay hơn đằng sau để xem nhá. Vì cái đó sẽ dùng nhiều hơn, hay hơn và hay dùng hơn, được chưa? Còn vector là ít dùng hơn. À, nhớ kỹ cái điều đó để xem cái phần này là quan trọng. Cái phần 2 này xem xong bài này có thể vứt đi đấy. Ok. À, cách bây giờ ta tư duy cái vector này. À, muốn sử dụng MNPQ đồng phẳng thì ta sử dụng bốn điểm đồng phẳng khác. Các bạn có thể xem xét cái đáy, nhưng mà đáy có tới 5 điểm. Đúng không? À, 4 điểm chỉ có mỗi cái mặt phẳng ACD này. Các bạn ý, mặt phẳng ACD có điểm P. À, như vậy thì ta sử dụng cái đó ACPD đồng phẳng. Cái ACBD thì điểm P nó nằm trên CD rồi thì hiển nhiên luôn đồng phẳng. Đúng không? À, như vậy thì ta chỉ quan tâm P nó là trung điểm của CD là đủ đồng phẳng. À, với P là trung điểm CD thì đủ đồng phẳng. Thì cái điểm bất kỳ ấy, cái điểm bất kỳ lúc này các bạn phải lấy điểm B, không được lấy A này nhá. Giờ đang xét trong phẳng ACD mà. Thì cái điểm bất kỳ khác các bạn phải lấy B. Như vậy thì cái chúng ta sử dụng sẽ là gì? À, vector BC này cộng vector BD này nó bằng 2 lần vector BP này. Cái này thì sử dụng P là trung điểm của CD thôi. Đúng không? Cái này là cái chúng ta sẽ sử dụng.
với cái điểm bất kỳ B đúng không? Chẳng đó là C, D, P. P là trung điểm. Ok, thì khi đó đủ điều kiện để bốn điểm này thẳng hàng đồng phẳng A, C, P, D đồng phẳng. Dạ. Xem đi xem lại cái thầy nói để hiểu vấn đề tí nhá. A, C, P, D đồng phẳng. Với điểm bất kỳ là B nhưng lại không xuất hiện điểm A trong đó bởi vì điểm P nó nằm trên đường thẳng này rồi. Rõ chưa? Rồi để đó, để đó, để đó hết. Đúng chưa? Sau khi để đó rồi thì bây giờ là gì? Bây giờ chúng ta vấn đề là điểm Q. Q chưa biết đúng không? Q chưa biết thì bây giờ chúng ta Q như thế nào? Cái BC này này, cái BC chúng ta Q về BN được này, đúng không? BC này, Q về BN ok này. BD thì lại chưa có cái gì để Q này. Còn PP thì cũng chưa này. Đó, thì bài này nó hơi khác đi xíu nhá. Thế bây giờ chúng ta phải sử dụng làm sao mà cái này cái BQ này thông qua cái vectơ còn lại. Thì bây giờ chúng ta phải giả sử cái điều này thôi. Tức là giả sử như cái tỷ lệ chúng ta có là AQ này trên AD bằng x. Chưa? Nói khác là vectơ AQ bằng x lần vectơ AD. Đó. Thì bây giờ như đã nói là chúng ta sẽ quy về cái điểm đầu là điểm B cái gì? Điểm B thì các bạn bỏ vào đây thôi. BQ này trừ đi BA này. Thì quy tắc trừ này bằng x lần này. BD này trừ đi BA này. Đó. Rồi ok. Bây giờ này BQ này. BQ là có điểm Q là đẹp rồi đúng không? Còn BA này, BA là gì? BA là thông qua đi thay thông qua đi BM được này. Bằng mấy lần BM? Nó sẽ là BA là bằng 5. BM là bằng 3, 5 phần 3 là BM. Còn x lần BD. BD không có gì để quy nhưng chúng ta sử dụng đây này các bạn này, bỏ đây này. Đó. BD sẽ chính là gì? 2 lần BP trừ đi BC rồi trừ đi BA. Đó, đúng không? Như vậy chúng ta có đây là gì? Đó, BQ này trừ đi 5 phần 3 lần BM. Đúng ra ở đây các bạn giờ dồn dồn cái BA này này để thầy viết lại cái này này. Từ từ nhé, không viết cái này nhé. Cái này nhé, bằng luôn cái này nhé. Vì đây có BA, đây có BA là dồn luôn lại nhé. Dồn luôn lại nó sẽ là gì? Đây x lần BA như vậy là cộng với x trừ 1 BA đi. Bằng x này nhân với 2 BP này trừ BC này. Rồi ok. Đấy. Như vậy đây là BQ này. Còn BA như lúc nãy chúng ta phân tích thông qua BM đúng không? Đó, đây là x trừ 1. Ở đây kia là 5 phần 3 đúng không? 5 phần 3 BM. Còn BP là sao? 2 lần BP. Dạ, BP để nguyên thôi. Chúng ta đã sử dụng MNPQ đồng phẳng mà. 2x này. 2 BP giữ nguyên này. Còn BC sao? BC là thông qua N đúng không? Là BN này. Rồi BN thì đây là BN bằng 2 phần này. Còn BC là bằng 3 này, 3 phần 2 là BN. Ok. Bây giờ chúng ta sử dụng là Q này, M này, P này, N thẳng hàng này thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Hệ số của nó là 1 này cộng với 5 phần 3x trừ 1 này bằng này 2x này. Đúng không? Trừ đi đây x đặt x ra ngoài đó 2 trừ đi 3 phần 2. Đó, được chưa? Giải cái này chúng ta sẽ tìm ra x. X thì chính là tỷ lệ cần tìm. Đó, bài này giải theo cách này lại khó hơn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái cách gọi là hay hơn và dễ dùng hơn này. Mà cách này mới là cách sau này chúng ta dùng. Trong cái này là gì? Là chúng ta vẽ hình bình thường như kiến thức trước đúng không? Ví dụ như chúng ta trong bài này không có yếu tố dùng xong, chúng ta kéo dài này. NP này, bây giờ thầy viết vô đây mới ra. Rồi, hơi trùng tí nhá. Kéo dài NP nó cắt ở đây tại E chẳng hạn này. Các em chịu khó nhìn đi nhá. Đó, cái hình nó hơi hơi vào trong mất, nó chiếm mất bên này. Kéo dài này là E đúng không? Rồi nối M với E thì chúng ta sẽ được cái điểm Q đúng không? Đó, thì muốn tìm tỷ lệ điểm Q thì các bạn phải biết tỷ lệ điểm E. Vì là điểm Q nó sinh sau điểm E, điểm E sinh ra điểm Q. À, bây giờ thì biết điểm E như thế nào? Thì chúng ta dùng cái định lý Menelaus thôi vào cái tam giác này này và tam giác BCD
menelaus và tam giác BCD nha. Ví dụ BCD thì có gì, có N này nằm trên cạnh BC này, P nằm trên cạnh CD này, còn E nằm trên cạnh BD, là ba cái điểm thẳng hàng mà nằm trên ba cạnh khác nhau thì người ta dùng được menelaus. Dùng đó thì các bạn lấy cái gì trước thì tùy, ví dụ các bạn cần cái thằng E trước các bạn lấy E trước thì được, ví dụ các bạn cần EB à trên ED đấy, cái đó. Sau khi có cái đó rồi thì bắt buộc cái thứ hai phải tính theo cái đó, tức là cái điểm tiếp theo phải là điểm B, cái dưới mẫu số này phải là B này, đây B thì mẫu số đây là B này. B thì chỉ có điểm N nó sinh ra tỷ lệ là B chứ không phải điểm P đúng không, điểm N thì đó là NP thì dĩ nhiên còn lại sẽ là NC. Đây NC rồi thì dĩ nhiên cái dưới phải là PC thôi đúng không, còn có mỗi P với C phải ở dưới này mà, thì trên BD cái này tỷ lệ này bằng 1. Tỷ lệ này bằng 1 tức là gì, chúng ta có EB trên ED là chúng ta đang tính đúng không, chưa biết đúng không, còn NC trên NB biết rồi, NC trên NB là 1/2, còn PD trên PC là 1 bằng 1 đúng không? Như vậy chúng ta có cái gì, chúng ta có tỷ lệ là EB trên ED tỷ lệ này bằng 2, được chưa, EB trên ED. Như vậy cái hình vẽ của thầy là anh phải ra ngoài đây nhá, xa xa ở đây nhá, đây vẽ chừng đúng không? Ok, chúng ta có tỷ lệ này E. Rồi sau khi có tỷ lệ này E gì, tương tự đúng không, menelaus vào tam giác khác sẽ có tỷ lệ điểm Q, tam giác ABD, tam giác ABD, tam giác ABD có gì, M nằm trên AB, Q nằm trên AD, E nằm trên BD, ba cái đó thẳng hàng, cái nào cần tính Q à, Q cần tính thì lấy Q trước nha, thì là QA chẳng hạn đi trên QD, có QA trên QD thì cái dưới này là phải là điểm A, điểm A thì phải là MA đúng không, MA thì trên MB, cái còn lại thì chắc chắn đây là sẽ là EB rồi và đây là ED rồi bằng 1 đúng không, tỷ lệ này thì xong rồi đúng không, QA này trên QD này, MB trên MA, MB trên MA là bằng 3/2 à, còn ED trên EB, ED trên EB vừa tính xong đúng không, đây EB trên ED là 2, như vậy là ED trên EB dừng ngược lại sẽ là 1/2 bằng 1. Như vậy chúng ta có tỷ lệ QA trên QD bằng bao nhiêu, 4/3, QA trên QD bằng 4/3. Vậy thì cái đề chúng ta cần tính là cái thằng gì nhỉ, AQ trên AD à, AQ trên AD là bao nhiêu, QA này cái thằng này là 4 này, QD là 3 này đúng không, 4 này, 3 này, giá 4/3 mà. Như vậy thì AQ sẽ là 4 này, còn AD sẽ là 7 này, được chưa? X lúc nãy các bạn phải tìm bằng 7 nhá, còn tìm mà không bằng 7 được thì sai đâu đó, mà sai đâu thì tự tìm, tìm thấy bảo thầy mà thầy không tìm được nữa thôi. Thế thôi, bye bye.